Bây giờ là mình đã tới Ninh Bình rồi cả nhà. Đó, thì bây giờ mình đang ở khách sạn Hoàng Sơn Peace Hotel nha. Cái này khách sạn 4 sao nè, ở Ninh Bình nha. Đó, bây giờ mình sẽ review cho cả nhà xem là khách sạn ở Ninh Bình 4 sao nó có gì nha. Rồi bây giờ theo chân mình vô bên trong cái phòng 402 này để mình xem thử coi trong cái phòng này nó sẽ có gì. Đó, giờ mình mở cửa nha. Rồi, ok. Rồi, vô đây mình sẽ cắm cái thẻ vô đây cả nhà. Rồi. Là cái phòng của khách sạn 4 sao đó cả nhà. Đó. Thấy chưa? Đó nó có một cái giường. Rồi một cái tivi, con tivi LG đó nhỏ nhỏ. Có một cái bàn làm việc nha. Đó. Có bút viết đầy đủ luôn, địa chỉ Hoàng Sơn Peace. Hải Sơn Peace là Thanh Bình nha cả nhà, tiếng Anh nó vậy đó. Còn đây là cái menu hướng dẫn sử dụng máy điều hòa, rồi nói chung là có đầy đủ hết nè. Đó, nói chung là ai không biết xài thì mình sẽ sử dụng cái cuốn sách đó hướng dẫn. Đâu đây có một cái ghế bành ngồi hả, nhìn kiểu cũng 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 được phết nha cả nhà, chiêu phết đó. Đó, ở trên bàn này có cà phê nè, cà phê này cho miễn phí nha. Đó, 22 chai nước nữa. Rồi bây giờ mình theo mình ra cái view này coi nó có gì à. View Ninh Bình. View Ninh Bình à, đây cả nhà. Đó, khu đô thị Xuân Thành đó. Đó là nó đang là cái khách sạn này là tên Hoàng Sơn White Palace, là nó nằm ngay chỗ ngã tư Ninh Bình luôn đó cả nhà. Đấy. Khi ở Ninh Bình thì mình thấy nó cũng rất là kiểu mà rất là yên bình luôn nha cả nhà. Nó cũng vui. Ở đây này có một cái địa danh nổi tiếng, đó là địa danh Tràng An Bái Đính, thì ngày mai mình sẽ quay cho cả nhà xem. Đó thì cái giường đây nè, tủ nè, đó đó không có gì hết trơn. Ở đây có phở với bánh snack, hai lon bò húc, nước ngọt thích gì uống đó. Có đây thêm có một cái bình siêu tốc nữa. Ở đây có tủ lạnh không ta? À đây có một cái tủ lạnh nhỏ nha. Ồ, cũng đầy đủ chứ bộ. Bên kia nó có cái thùng rác rồi, nếu ai xài dục gì rác. Rồi bây giờ mình review nhanh cho mọi người xem thôi, để cho mọi người xem cho biết ở cái khách sạn ở đây nó có gì. Chứ ở đây cũng có hai cái áo tắm, áo khăn sau khi tắm xong thì mình mặc vào nè cả nhà. Đó thì có một cái két sắt luôn. Rồi thôi cho toilet luôn đi. Đó, khách sạn 4 sao ở Ninh Bình đây. Đó, đây là có cái hai cái ly với dụng cụ nhà tắm đó, thì có lược, có mũ chùm đầu, rồi là hai khăn đó, cái một cái máy sấy. Ở đây có bồn toilet luôn, cũng có cái vòi nước xịt với một cái điện thoại, một cái chỗ mà để thùng rác luôn đó cả nhà. Thì đó thì nó sẽ có thêm một cái vòi hoa sen để mình tắm đứng nữa, đầy đủ hết luôn nha. Đó. Rồi bên đây có dầu gội sữa tắm nè, mình sẽ mang vô. Ok nha cả nhà, khách sạn này cũng 4 sao nhưng mà cũng tạm được. Có thấy ok không thì cả nhà comment vào dùm chay nha. Đó, khách sạn 4 sao ở Ninh Bình nha, cả nhà thấy sao? Phố cổ Hoa Lư nè cả nhà ơi, đã vô thử xem chứ thấy là nó không có vui bằng phố cổ Hội An nha. Nhưng mà thôi cũng ráng review cho mọi người xem thử trong đây có gì. Ở Ninh Bình này á, nếu mà như mà mọi người đến đây á, là mọi người không đi Tràng An Bái Đính á, thì mà không có phố cổ Hoa Lư này á, thì buổi tối á, là người ta gọi là Ninh buồn á cả nhà. Tại vì buồn hiu luôn, không có chỗ nào đi chơi hết á, ngoài cái phố cổ Hoa Lư này. Rồi bên kia cả nhà thấy cái có một cái tòa tháp, cái nhà đẹp ha, đó phóng to tầm nhìn ra tới đó thì cả nhà thấy không, đó rất đẹp. Nhiều người ta đi thuyền tới đó đó, người ta đi hoặc là đi qua cái cầu thì người ta có thể là tham quan được, chụp hình được ở cái tháp đó, cái tòa nhà đó. Đó thì bây giờ mình đều thử vào trong cái phố cổ này xem. Đó.
Rồi bây giờ mình đi qua khúc này đi, tại vì thấy cái khúc này cái chùa Tháp Bạc nó đẹp quá nè. Đó thì trong đây có cái chùa thờ ba vua với lại hai vị hoàng hậu đó. Nên mình thôi mình cũng tranh thủ rồi mình cầu nguyện cái. Đó, thôi thì chay cũng phù hộ cầu nguyện cho nó cầu may mắn thì nhanh gọn. Thì ở đây người ta cũng làm decor mấy cái lồng đèn đẹp không cả nhà. Nhìn giống như bên Trung Quốc kìa. Đó. Cái nhà này nhìn nó kiểu nhìn nó giống Trung Quốc ha, mà nó không mở cửa cho mình vô ta. Nó không có mở vô được. Ồ. Lọt xuống là cái đăng xuất luôn. Nó cho thuyền á, nó cho thuyền tới đón chú á. Ừ. Cái chỗ này thuyền nó cập vô nó đón khách đi chơi nè. Đó, còn cái chỗ này là cái chùa Tháp Bạc đó. Đó. Mà tao đóng cửa hết trơn rồi. Người ta cho mình mà tối nó thắp đèn ở xung quanh nhìn đẹp ghê. Đẹp. Ô. Cái chùa Tháp Bạc này nó mở cửa nha. Bây giờ là mình sẽ dẫn mọi người lên đó thử. Ô đẹp nha mọi người, có nguyên cái tượng Phật cũng là quá đẹp. Rồi vào trong bên trong, sâu bên trong cho mọi người xem chơi nha. Wow, cái chùa Tháp Bạc đẹp quá. Cameraman vô đây quay một vòng cho mọi người xem đó. Trời ơi, ở đây có những cái bước mà chạm khắc về Phật rất là nhiều nha cả nhà, đẹp lắm. Để chay ly cho mọi người xem nha. Đó, ở đây nó có bốn cổng mà để mà vào được luôn. Còn đây là bên đây là tượng Phật, ở trên là người ta chạm khắc cho tới hả, ở trên tuốt cái mái vòm luôn, rất là cao luôn nha cả nhà. Đó, đó kể lại những cuộc đời của Phật Bà Quan Âm với lại hay là về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nha. Đó, rất là tinh xảo luôn cả nhà. Ồ, đẹp quá. Đẹp. Cả nhà tranh thủ quá tới đây để mà tham quan nhé. Ở đây là phố cổ Hoa Lư. Nè. Yeah. Đẹp. View từ ở ngoài trong nhìn ra nè. Đó. Đẹp ghê không? Dạ. Yeah. Quá đẹp luôn. Ồ, chỗ này khúc này đẹp nè mọi người ơi. Oh, yeah. Có cái thuyền nè, nhìn nó kiểu nó có lồng đèn nhìn giống như ở phố cổ Hội An nha. Đó, nó cũng có áo phao rồi hả, có người lái thuyền đi. Nó không có biết có thả đèn hay không biết. Đó. Thì xung quanh mọi người cũng đi tham quan chơi cũng vui lắm. Đó. Đấy. Nên bây giờ mình đi qua bên khu chợ đêm. Đấy. Bây giờ khu này là khu chợ đêm bên góc phải nè. Đó. Nhìn nó có cái cổng đẹp hơn. Đó, ở đây có nhiều quán đầy đủ lắm. Đó. Ăn uống, trà sữa, có các kiểu đầy đủ luôn.
trong đây bán lụa đó nè cả nhà. Đó, nhưng mà hôm nay thấy cũng vắng vắng nha. À, như cái khu đây chỉ có khu một cái khu vui chơi thôi, nên tất cả những người dân giới trẻ đổ xô về cái phố cổ Hoa Lư này người ta chơi thôi, chứ không còn sự lựa chọn nào khác. Ở đây ông bán gốm mà bỏ trong đây một tiếng thì chắc là mình đi chắc cỡ nửa tiếng thôi là cũng đã xong hết cái khu này đó cả nhà. Đó. Cũng đẹp nhưng mà hơi vắng. Đây bán chè lam tươi, bán chè, bán chè, trong kia bán bánh, ngũ cốc củ mài dinh dưỡng, ngũ cốc hả? Cũng được nha. Ngũ cốc của mày bán sao cô? 35.000 một hộp. Bao nhiêu? 35.000 một hộp. Rồi, lấy cho con một hộp đi. Đúng rồi. Đó, 35.000. Mua về ăn chơi dọc đường đi. Ok, cảm ơn nha. Dạ. Rồi, đi ra quay vòng qua đây cho mọi người xem tiếp nha. Ồ, chỗ này bán kẹo. Kẹo dẻo. Kẹo dẻo. Cái nào ngon em? Cái nào ngon? Cái nào giới thiệu cho em đi. Ở bên em trẻ con em mua cái này. Trẻ con run. Rồi lấy kẹo con run đi. Dạ. Ừ, một mình anh ăn rồi đó. À, đều đồng giá 30 hết em. Rồi ok, lấy cho em ra đây. Anh lấy chỉ mỗi con run chị ạ? Ủa? Chứ là sao? Lấy được hộp cẩm không? Có à, mít với nhau. Ừ, mít luôn đi, vậy em á. Thế anh lấy cái gì anh bảo để em hộ ông được. Thôi em cho nguyên vàng này vô luôn đi cho nó vui. À, vậy thôi đi. Giờ lấy cái màu xanh này đây nè. Với cái đỏ này, với cái này. Với cái này, với cái này. À, từ. Đây đúng không ạ? Đúng rồi. Đây, với đây nữa. Lấy được bao nhiêu? Dạ, một lạng hả? Tối thiểu là một lạng. Lấy hơn được anh. Có thể sô-cô-la cũng được. Ừ, lấy sô-cô-la luôn đi. Bỏ vô anh ăn thử một chút cho nó vui miệng. Đó cả nhà, bây giờ là mình ăn thử một chút cho vui. Trở về tuổi thơ thôi. Kẹo đồng giá 30.000 một lạng ạ. À. Anh chị mua kẹo để thử gốc cây giúp em nhá. Đúng rồi. Mình có ăn kẹo trái đất không anh? Đúng rồi, em cho anh cái gì anh ăn cái đó luôn. Đó bây giờ là nhà người đẹp này là mua lấy giùm để ăn chơi một lạng. Kẹo này là kẹo dẻo, rồi kẹo ngọt, rồi đủ cái gì đó. Nhìn vui ha, nít mà vô đây chắc mua dữ lắm đó. Đủ lạng chưa? Hơn lạng thì được rồi. Còn có mình anh ăn đó. Đó, tính tiền. 63.000. Rồi. 63.000. Đây. 65 nè. Thôi là nhanh. Rồi, nhanh còn lẹ. Đó, đủ loại. 2 lạng. Rồi, cảm ơn nha. Rồi, đi. Ok. Giờ bẻ ra. Thử coi. Bóc đại đi, nó cho đủ á.
Nói cũng vui cái nhà. Nhìn mà cái này mà ở trong trung tâm Sài Gòn á mà đi chắc là đông dữ lắm á. Còn có hát karaoke nữa nè. Ồ. Quá dữ luôn. Hát hò. Uống nước. Đây. Ba ốc lẩu ngắm cảnh hoa lư rồi hết chỗ đi rồi hết rồi đó hết rồi mọi người rồi kết thúc video tại đây nha, bạn gặp mọi người trong video lần sau.